Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu Pokemon. Và như vậy cái kế hoạch kiểu như chụp hình tất cả các Pokemon cổ đại của mình đã xong rồi ha. Trong này thì có một vài em Pokemon, không, còn một thôi. Còn duy nhất một em Pokemon là mình chưa có hồi sinh thôi. Thế nên bây giờ thì chắc chúng ta sẽ hồi sinh nốt cái Pokemon hóa thạch cuối cùng đó ha. Đó là một Pokemon kiểu như là mình sẽ kết hợp từ hai loại hóa thạch khác nhau, bao gồm là hóa thạch cá nè, kết hợp thêm với hóa thạch red ha. Rồi, ghép lại với nhau. Giờ thì chỉ cần ngồi đợi cho hóa thạch này hồi sinh lại thôi ha. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ coi. Ui, bữa nay hơi lạ nha. Thường thì kiểu gì gần đây cũng có một cái chỗ boss xuất hiện. Ui, cũng có boss thiệt. À, boss monkey. Được đó nha, để mình cho Zygarde của mình vô ha. Hôm nay thì đội hình mình sử dụng là đội hình XYZ đó, nên mình sẽ cố gắng dùng nhiều nhất có thể luôn. Ai chà chà, dám đánh Zygarde của mình hả? Biến thành dạng 100% nè. Rồi, tới công chuyện luôn. Đỡ hộ nha cưng. Thêm một hit nữa thôi là chúng ta sẽ đánh được boss mang cây rồi ha. Khá là dễ thôi. Chủ yếu thì mình đánh boss kiếm kinh nghiệm luyện cấp cho Zygarde á. Hiện tại Zygarde chưa có kiểu như cấp cao nên nhiều khi cũng dễ bị ăn hành lắm. Với cả là hôm nay mình sẽ luyện cấp thêm cho các em khỉ lửa mà mình tìm được ở cái vùng núi ha. Vậy là hôm nay chúng ta sẽ luyện cho hai em cùng một lúc luôn. Giờ thì để mình chữa thương cho Zygarde cái đã. Qua nay đi cà khịa nhiều quá. Trọng thương ơi. Nhờ chị y tá chữa thương lại cái ha. Rồi, cảm ơn chị y tá luôn. Ngoài ra thì mình muốn kiểu như là có thêm một cái Pokemon rồng nữa. Lần trước thì chúng ta đã ghép Kyurem với Reshiram rồi. Là chúng ta sẽ được Kyurem White đúng không? Bây giờ mình muốn có thêm em Kyurem Black nữa, nên sẽ khá là khó cho mình đây. Nhưng không sao, mình nghĩ nếu như mình cố gắng chờ đợi thì kiểu gì cũng có được thôi. Còn ở phía trong phòng thí nghiệm của mình thì mẫu hóa thạch vẫn đang trong quá trình lâu thế nhờ. Để mình đợi thêm một lúc nữa coi. Rồi, mình đã thấy mờ. Ủa khoan, hình như có gì đó sai. Ui, mình làm sai rồi. Đây là Rakovis mà. Bó tay mình thiệt luôn á. Hậu quả của việc làm việc với hóa thạch quá 180 phút đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ghép là hóa thạch cá với hóa thạch khủng long ha. Đó, ghép hai cái này thì mới ra được một cái em Pokemon mới nè. Chứ mấy em trước thì mình đã ghép hết rồi. Còn đúng một em này thôi. Vậy mà cũng ghép nhầm cho được nữa. Trong lúc chờ đợi cái mẫu hóa thạch cưới em Pokemon đó, kiểu như hồi sinh lại thì mình sẽ cưỡi Evelto đi đến cái cánh rừng. Nơi mà lần trước mình gặp Reshiram á. Có vẻ là trong cánh rừng đó nhiều khả năng là chúng ta còn có thể gặp được người anh em của Reshiram á. Nên tranh thủ đi lẹ. Gặp trong trời tối thôi á nên không thể bỏ lỡ dịp này ha. Trong lúc chờ đợi kiểu như tìm cái Pokemon rồng huyền thoại đó thì mình sẽ đi cà khịa với một vài em boss xuất hiện gần đây ha. Trước mặt mình đang là Pikachu nè. Xong rồi. Rất là nhanh luôn á. Vì Pikachu mình đã có rồi nên mình sẽ không có bắt thêm đâu. Ủa nhưng mà tính ra nãy giờ cũng ở đây lâu lắm rồi đó. Gần hết một đêm rồi. Chả nhẹ, không gặp sao. Ồ, đây là em Pokemon gì ta? Có cánh luôn hả? Hệ tiên với hệ bay. Nhìn lạ lắm này. Được, để mình lấy bóng chứa ra. Một xíu có gì mình sẽ thử thu phục ha. Wow. Tiên với bay, được. Mình sẽ vô, tiên đánh với tiên đi. Mình có Sonic nè. Bữa nay cho Sonic vô đánh nha. Em có tên là Togetic. Không biết là hình dạng của em này như thế nào ấy nhờ. Tò mò thiệt. Rồi. Và em nè. Nhìn mặt dễ thương vậy. Được, bắt luôn nha. Ultra Ball đâu? Rồi. Thử xem. Liệu rằng nhân phẩm của mình. Ui. Em là dạng tiến hóa của Togepi ha. Chưa gặp luôn á. Rồi hết một đêm rồi. Vậy là
cất công qua đây nhưng mà chả có được bất kỳ một cái chiến lợi phẩm nào hết ha. Úi, mình được một cái show deal gì cơ. Wow, cái này là sẽ cho Latios với Latias thì sẽ rất là hợp lý ha. Uầy, nhưng mà bây giờ mình chưa có hai em đó, nhưng mà mình sẽ giữ cái viên đá này đi ha. Sau này mình có Latios với Latias thì mình sẽ dùng cho hai em sao. Ở đây còn có nhà có ai nữa này. Lại là nhà bỏ hoang à. Ồ, lại là một cái nhà bỏ hoang. Cái cánh rừng này đúng nhiều nhà bỏ hoang luôn. Ui, còn có Skyblade nữa. Wow, được vậy. Còn có những đồng xu gì nè. Bỏ túi. Ồ, còn có chìa khóa sắt, lóc bích đồ nữa nè. Được nha. Hình như Skyblade là loại blade mình chưa có sở hữu thì phải. Hợp lý này. Thêm một miếng blade nữa. Còn đây là công trình gì vậy? Để mình cởi em Pokemon mình đi thử coi. À, biết rồi, đây là một cái lâu đài kiểu như bỏ hoang thôi. Ui, còn có em Pokemon cây gì nữa này. Ô, oh. Nhìn em mắc cỡ quá. Sidor Wudu, em có tên là Sidor Wudu. Hệ đá nha. Được, bắt em luôn nha. 48 hả? Mình sẽ cho em Toxic City mình vô đi. Mình sẽ gây độc ha. Rồi, giật máu từ từ nha cưng. Cái em này trúng độc quá trời rồi. Mình nên bắt thôi. Lẹ, kẹo em trúng độc liệm luôn á. Ultra Ball. Được hay không? Nope. Ui. Thất bại rồi. Đó, mình không dám tấn công bằng mấy kỹ năng khác, mình dùng độc thôi đó. Thiệt tình. Ôi trời, gần đây còn có Reshiram xuất hiện kìa. Nhưng mà mình đang cần không phải là Reshiram. Thôi kệ, giờ thì mình sẽ đợi cho em khỉ lửa mình tiến hóa trước đi ha. Hơi xui nha. Rồi, khỉ lửa tiến hóa và trở thành Monfenor rồi. Học được một kỹ năng hệ giác đấu này. Cho em luôn. Wow, giờ cái đuôi lửa kìa. Cháy quá trời cháy luôn rồi. Gán lên, một xíu nữa anh sẽ cho em tiến hóa thành dạng cuối cùng thôi. Giờ thì mình sẽ coi. Ui, Reshiram kìa. Thích nhờ. Nhưng mà tiếc quá, em này cũng là Reshiram thường thôi, không phải là Shiny ha. Trước khi trở về thì để mình tranh thủ mình đánh boss một cái đã. Đây, đưa. Ui, rồi. Giờ thì đưa Zygarde vô ha. Đầu tiên thì mình sẽ Dragon Dance trước cái đã. Sau đó thì lượm em này thôi. Nửa cây máu nha cưng. Đừng có đùa với Zygarde của mình. À, thích đánh à. Thích đánh hả cưng? Đánh boss epic thôi, nên chúng ta sẽ có được khá là nhiều kinh nghiệm. Đồng thời, em khỉ lửa mình lại học thêm kỹ năng nữa nè. Ô, cho mình một cái móng vuốt gì này. Được rồi nha. Rồi, với lượng kinh nghiệm khổng lồ đó thì em khỉ lửa cũng đã tiến hóa thành dạng cuối cùng rồi nè. Vậy, đội hình chúng ta sẽ có thêm một em Pokemon hệ lửa mới về rồi ha. Nhìn rất là đã luôn. Em thành Infernape rồi. Còn có kỹ năng phun lửa nữa này. Chưa, để mình gom đồ mình bỏ vô ba lô cái đã. Rồi, phun lửa thử nào. À, đốt cục đá này. Infernape. Ghê, Infernape cũng đốt lửa ghê lắm này. Đúng là em khỉ lửa của mình. Được, đi thôi. Giờ thì mình sẽ vừa đi tèn về, hy vọng là trên đường về chúng ta sẽ gặp được vài Pokemon lạ ha. Gigantamax Toxic City ha. Hôm nay thì mình dùng Toxic City không có được nhiều lắm ấy, nên hôm nay có dịp rồi, mình sẽ cho em ra trận nhiều một xíu. Thấy vậy thôi chứ Toxic City cũng khó chịu lắm á nha. Cho dính độc một phát là giật máu hơi bị dữ. Rồi, giờ thì em đang cũng khá là chiếm ưu thế trước Gliga nè. Chắc là sẽ vượt qua sớm thôi. Thêm một lượt nữa để giật độc liền. Rồi, và boss epic nên mình sẽ được. Ủa? Kiểu ngày càng đồ boss cho mình càng ít ấy. Buồn thiệt chứ. Và gần đây còn có một em Pokemon Grotle. Em này khi tiến hóa là sẽ thành cái em Torterra. Ui, trên lưng có cái cây rồi có mấy ngọn đồi đá gì cơ. Em này nặng không?
Em này cũng khá là nặng nè. Được, mình sẽ gán thu phục em này trước ha. Cho kỳ lửa vô. 2000 years later. Trời ơi, bắt em này từ sáng cho tới tối luôn. Tính ra mình định đi về á, nhưng mà trời tối rồi. Nên thôi, gán gượng ở đây thêm xíu ha. Rồi, quay trở lại cái vùng núi hồi nãy để mình tìm tiếp các em Pokemon rồng. Nè, Reshiram còn ngồi đây nè. Reshiram đã xuất hiện rồi, người anh em của Reshiram cũng xuất hiện đi. Cho đủ bộ đôi nào. Em rồng mà chúng ta đi tìm hôm nay đã xuất hiện rồi. Zekrom. Nhưng mà vấn đề là Zekrom xuất hiện ở đâu mới là quan trọng này. Chưa, để mình tìm kỹ một xíu, cánh rừng này nó cũng hơi bự. Đây. Trời ơi, em đen quá, không thấy luôn á. Rồi, chúng ta đã gặp được Zekrom rồi á. Wow. Một em rồng điện. Wow. Thích ghê. Em này xương xương 340 mấy ký lận. Được, mình sẽ cho Zygax vô đi. Cấu rỉa trước nha. Cấu rỉa thành công. Cứ giao lưu võ thuật xương xương như vậy thôi. Tầm một lần nữa, mình sẽ dùng Extreme Speed thêm một lần nữa đi. Kéo Zekrom tầm... Ui, ít máu vậy. Có nên đánh thêm một cái nữa không? Thôi thì để an toàn hơn thì chắc mình sẽ tung bóng chứa luôn đi nha. Hợp lý. Và bắt Zekrom bằng Heavy Ball. Thử xem. Chịu hay không Zekrom? Về đi, về đợi anh đi. Chúng ta còn có Reshiram nữa. Ui trời. Căng vậy. Zekrom có vẻ khá là khó tính luôn. Nhưng không sao, đợi Zygax của mình biến hình đi. Khè Zekrom chắc Zekrom sợ chứ gì. Về đội anh đi, đừng để Zygax của mình nóng nha. Nhìn cái tay của Zygax kìa, to chưa? Ui, không sợ à? Ai chà chà, Zekrom lì đấy. Lần này đi. Ủa, cái gì kìa? Pokemon của mình đang tiến hóa kìa. Cái em mình mới bắt ban nãy bây giờ đã tiến hóa sau khi có kinh nghiệm từ việc bắt Zekrom á. Wow, coi tiến hóa coi. Trên lưng em bắt đầu mọc cây rồi có núi đá các thứ cơ. Học được chiêu động đất luôn. Quá dữ. Một công đôi chuyện á. Úc. Khoan. Đây là... Wow. Một cái pocket chest. Hên vậy. Vừa thu phục được Zekrom mà còn lướt được Pocket Chest nữa. Và đây, Zekrom của chúng ta đây. Đưa cái em Torterra vô trong đi ha. Torterra vô trong đi. Đưa Zekrom ra ngoài. Tèn tèn, đây chính là Hắc Long Zekrom á. Quá là dữ luôn. Ui, còn có chiêu tạo ra sấm sét nữa nè. Cây tươi nhờ. Và đã có được Hắc Long rồi, mình sẽ chịu khó thêm một chập nữa. Đó chính là trở lại cái vùng băng nén này để chúng ta chờ đợi cái em Kyurem ha. Một Pokemon có thể kết hợp được với Zekrom của mình để tạo thành hình dạng còn lại. Trời, nghe thôi đã hấp dẫn rồi. Giờ thì chờ đợi thôi chứ biết sao giờ. Chờ đợi là hạnh phúc ha. Xuất hiện luôn. Được. Chờ nhanh gì thì càng tốt. Rồi tìm đây xuất hiện kế bên chỗ mình chờ luôn á. Mi ác á chứ. Rồi, cơ hội đấy. Zekrom, chúng ta sẽ khiêu chiến với Kyurem á. Cho Zekrom khiêu chiến luôn. Vô đây đừng có nhìn. Rén hay gì á cưng? Zekrom của mình rén hay sao rồi? Để mình tự phóng bóng chứa đi. Ui, em chưa có hồi full máu. Dynamax cho em thử nha. Rồi dùng kỹ năng hệ rồng quýnh luôn nha. Chưa kịp tấn công nữa. Tại nãy mình chưa có hồi phục lại cho em. Nhưng không sao, mình nghĩ Zygax có thể làm được điều đó. Giờ tiếp tục chinh phục Kyurem nào. Rồi kéo rẹ trước nha. Ui, Kyurem định đánh một cái cho Zygax mình gục chứ gì. Nhưng mà mơ đi cưng. Chuyện đó còn lâu. Có Zygax khá là tiện á, không có sợ bị đánh một phát đi luôn ấy. Và Kyurem mình đã từng bắt rồi, nên mình sẽ thử dùng quả Repeat Ball. Để xem coi với Repeat Ball thì chúng ta có thể bắt Kyurem lại hay không. Ui, suýt được cơ.
Rồi, lần này đưa Sonic ra cái bắt được kill Ram liền nè, kiểu bị sợ hay sao vậy? Nãy giờ bắt thì không có chịu đâu. Cho em học kỹ năng hệ rồng luôn nha, Zekrom. Sướng nha, và bây giờ mình đã có được bộ đôi Zekrom và kill Ram cùng một lúc rồi. Thế nên mình sẽ kết hợp hai em này lại với nhau một cái ha. Ồ, kế bên còn có boss kìa. Đợi đó một xíu, đợi một xíu. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai em này lại. Nhét vô. Piu. Tên tên. Vậy là chúng ta đã có được Kyurem Black rồi. Wow. Nhìn đúng đã luôn. Rồi và nếu như mình đưa Kyurem qua vô thì sao? Thì chúng ta sẽ có được bộ đôi Kyurem đen trắng luôn rồi nè. Ôi ôi lộn. Không phải em này mới đúng. Đây. Đó, các bạn thích em trắng hay em đen hơn? Mình thì mình vẫn thích cái màu trắng hơn nhá, Kyurem white hơn nhá. Chắc mỗi người mỗi gu màu sắc khác nhau ấy. Rồi, không liên tha liên thiên ở đây nữa, giờ thì thử sức của mấy em luôn thôi. Mình sẽ đưa Kyurem black vô trước nha. Ui, lần này là boss legendary lần đó. Cố lên nha em. Tấn công trước một đòn nào, Kyurem black. Không si nhê lắm. Không ổn rồi. Kèo này hơi khó cho Kyurem Black của mình ấy. Rốt cuộc là phải đưa tới Sonic vô thôi. Đội hình Pokemon của mình gặp cái em Mawile này, em quýnh không trượt phát nào ấy, toàn là rồng không à. Thôi thì phải đưa Sonic giải cứu ha. Rồi và bây giờ Sonic sẽ đấm một phát cuối cùng, kết thúc được Mawile và chúng ta sẽ được một cái Super Rod. Ồ, với một viên Mega của cái Pokemon Boss hồi nãy ha. Sau vài trận chiến thì Kyurem của mình cũng đã kiểu như lên cấp khá là nhiều rồi ha. Hy vọng một xíu thì khi đi chiến đấu các thứ sẽ đỡ bị mấy cái con Boss nó bán hành cho. Giờ thì chắc mình sẽ đi về được rồi đó. Vậy coi cái em Pokemon hóa thạch của mình kiểu như họ sinh tới đâu rồi. Nãy giờ đi cũng hơi bị lâu rồi đấy. Ủa, về nhà còn gặp Boss nữa. Gặp Boss ghiền rồi. Quá trời boss gần đây luôn. Lần này thì Kyurem Black đã khác hơn rồi. Kyurem Black tấn công. Giỡn mặt hả Hao Đom? Giờ thì Kyurem Black đã gánh tem được rồi. Xúc đêm. Rồi dọn dẹp xong boss rồi thì mình sẽ vô trong kiểm tra coi. Ui nãy giờ mới chạy có 50% hả? Eo no. Đi khám phá cho đã, về tới nhà vẫn ngồi đợi à. Để mình kiểm tra coi cái miếng Sky Blade mình có chưa nhờ. Sky Blade. À, mình chưa có nè. Ui, Sky Blade. Bỏ vô. Cho vô bộ sưu tập của mình thôi. Sky Blade, bỏ vô đây. Vậy là bây giờ mình còn thiếu một cái Sporky Blade nè. Cũng như là một cái Raco Blade. Và một cái BC Blade. Ở phía trên thì mình còn thiếu một cái Giáp Blade ha. Wow, cũng còn cả 4. 1, 2, 3, 4. Còn cả 4 cái Blade nữa. Tìm hơi bị căng ấy. Kiểu như càng về sau thì tìm những cái miếng Blade cuối cùng càng khó đấy. Rồi, và cái em Pokemon hóa thạch cổ đại cuối cùng cũng đã được tạo ra xong. Đây nè. Nhìn cái mặt có cái nét nét gì đó giống Rakovic ha. Mình sẽ lấy một cái quả bóng chứa Ultra Ball đi. Mình còn dư một quả nè. Lấy em ra. Tang tang. Em có tên là Arctovit ha. Arctovit. Đây, em đây. Coi thử coi. Đây là một Pokemon hệ băng cũng như là hệ nước. Ồ. Được đấy nhờ. Đuôi nhìn khá là giống đuôi cá mập ha. Được nha. Di chuyển trên mặt đất cũng khá là nhanh. Trên mặt nước cũng vậy luôn. Trông khá là ngộ nghĩnh á. Nói chung thì trong các Pokemon hóa thạch cổ đại được ghép lại á, thì mình thấy em nào cũng dễ thương, cũng ngộ nghĩnh hết á. Như vậy thì mình đã xong bộ sưu tập những Pokemon hóa thạch cổ đại rồi. Bây giờ thì chắc mình sẽ có một chuyến đi. Thứ nhất là để tìm những cái rương khóa, đặc biệt là rương sắt nha, vì mình đã có một cái chìa khóa rồi nè. Đồng thời thì mình cũng có một cái bích lóc. Cái này thì nghe đồn là nó có thể dùng để mở khóa những cái rương mà mình không có chìa khóa, kiểu như mình bẻ trộm vậy. Kiểu vậy ha. Đó là mục tiêu thứ nhất. Còn thứ hai là mình sẽ tìm thêm hội quán mới được.
Mình muốn lấp đầy cái hộp đựng nguy hiệu này trước cái đã. Còn thiếu 3 cái nguy hiệu nữa cơ. Để mình ráng tìm trong ngày hôm nay luôn. Rồi, kế hoạch là vậy. Giờ thì đi đánh boss tiếp nhờ. Hôm nay là mình cho Kyurem Black của mình đánh boss hơi bị nhiều rồi đó. Đánh đủ thứ boss rồi đấy. Nhưng mà càng về sau thì em kiểu càng phát huy được sức mạnh ha. Nó đang quẩy rất là căng luôn kìa. Rồi, kết thúc thôi. Kyurem Black. Đó. Ô, XP share nữa. Cái gì chứ cho mình cái XP share là mình khoái lắm. Sẵn tiện thì mình sẽ nghiêng nghía trong làng coi. Mình rất là chăm chỉ nghía nhiệm vụ trong làng nhá. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có mấy cái người giao nhiệm vụ đỏ lại. Mình đang săn nhiệm vụ đỏ mà kiểu trong khả năng ấy. Người ta không chịu giao gì trơn à. Buồn ghê luôn á. Hay là mình làm luôn cái nhiệm vụ này để người ta giao cái nhiệm vụ mới nha. Được được, cũng có lý, cũng có lý. Đợi mình xíu, mình qua đây mình tranh thủ mình ghép cái hộp với một cái viên đá lửa ha. Để làm xong cái nhiệm vụ này đi. Tối ngày kêu người ta bắt chim hoài, mệt mỏi á. Ủa? À đây đây, mình còn. Ui chết rồi, mình thiếu rồi. Mình thiếu mảnh Firestone rồi. Vậy là không làm được luôn. Buồn luôn. Một trong những cách khá là hiệu quả để chúng ta có thể tìm những cái miếng Blade đó chính là loot những cái chest này. Ui. Nhưng mà nó cho mình cái memory. không có liên quan gì luôn ấy trời. Lần này thì đừng làm tôi quê nữa nha. Đó. Nó cho mình một cái Fist Blade. Ủa? Nhưng mà cái Fist Blade này mình có rồi đúng không ta? Không nhớ nữa nhưng mà giữ trước đi ha. Trời ơi, mong là cái này mình là cái mới đi. Xin đây. Cố lên chăm chỉ đi tìm những cái chest thôi. Ồ. Ở bên đây cũng có Zacian xuất hiện này. Zacian. Đâu? Em đâu? Em xuất hiện trong cánh đường nè. Forest biome. Đâu nhờ? Giao lưu võ thuật cái coi. Ủa không thấy ta. Biệp rồi. Đừng có memory nữa nha. Ý, đây là IC. Ôi cái này mình có rồi. Thiệt luôn á. Toàn là mấy cái mình có rồi không vậy. Đổi Pokemon đi. Chắc mình cưỡi em Kyurem Black nên mình đen giống em á. Mình sẽ cưỡi khỉ lửa đúng rồi. Đây, cưỡi khỉ lửa đi. May mắn nha. Đây 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 đây. Ui, liên quan Pokeloot luôn. Có đống Beast Chest ở đây nè. Toxic Blade. Bỏ túi trước. Không nhớ là có hay không nhưng mà bỏ túi trước đi. Rift Blade. Và cái cuối cùng bên này cho mình Sporky Blade. Được được được. Phải vậy chứ. Trời ơi, cưỡi em khỉ lưỡng phát hơn hẳn liền nè. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu. Đi tiếp em ơi, đi tiếp em ơi. Dẫn anh tới những cái chỗ Pokechat tiếp theo nào. Đây đây, biết chết chứ nhầm. Để coi coi. Thêm một cái Fist Blade nữa. Đừng có. Rồi, chờ tới memory rồi. Nhân phẩm hãy dồn vô cái này. Một cái Earth Blade. Cái này cũng có rồi. Bây giờ cứ loot đi ha. Rồi một xíu về mình tổng kết sao. Thêm một cái Toxic Blade nữa nè. Nhưng mà nãy giờ mình thấy nó bị trùng cũng khá là nhiều rồi đó. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như ra những cái mới hoàn toàn ha. Đây chẳng hạn như cái này. Nó cho memory luôn. Cay thế nhờ. Bây giờ mình loot những cái Ultra Beast chết á, thì cái xác suất mà mình bị trùng những cái miếng Blade khá là cao luôn. Nên cũng khá là khó ha. Rồi chỉ mong nó cho mình mấy cái lạ lạ thôi. Nhưng mà đừng có cho mấy cái memory này. Hoài luôn á. Người ta không có cần memory. Ôi, Giáp Blade. Đây là miếng mới nè. Yay. Một miếng mới. Slash Blade. Ồ cái này thì có rồi.
không sao, có một miếng mới là thấy hên hên hơn rồi đó. Hả? Rau đen? À, rau đen hả, rau đen. Vô em. Xúc luôn. Bém em này luôn. Anh tin tưởng em, đúng rồi. Giỡn mặt hả, rau đen. Á, chà chà. Cú đấm sấm sét. Giỡn mặt. Em khỉ lửa mình hơi bị nóng tánh nha. Đụng là trụng đó, đừng có đùa. Rồi. Ô, cho mình một đĩa kỹ năng luôn kìa. Ui, lần đầu mình lướt được đĩa kỹ năng. Được đấy, được đấy. Rồi, bắt đầu những thứ mới lạ xuất hiện. Nếu mà hôm nay mình hên là nhiều khi mình lướt một hồi là đủ những cái miếng blade mình còn thiếu trong việc triệu hồi đấng sáng tạo luôn á. Chưa, chưa, đây là Pokemon gì nhìn lạ vậy, to thế. Hệ cỏ với hệ độc hả? À, dịp để em thể hiện nè em khỉ lửa, vô em ơi. Để coi em này em gì nha. Hả? À, đây là em, à, kiểu như Pokemon can thịt người hả? Viết tre beo. Được. Dynamax lên, khỉ lửa ơi. Ui. Trời, chơi mà chơi gu ngủ. Chết tiệt, chơi mà chơi gu ngủ. Này thì gu ngủ nè. Ngủ thì ngủ, mà đốt là đốt thôi. Này thì chơi gu ngủ. Chơi mà chơi gu ngủ nè, bắt em luôn. Này thì gu ngủ với chúng tôi. Giỡn mặt hả cân? 11 là chơi cái tội gu ngủ nha không? Ồ, còn có biết chết nữa. Lụm luôn. Ở đây có cái rương. Để coi rương này là ổ khóa gì đây. À, ui nhưng mà nó hai ổ khóa lận. Nó một ổ khóa lá với một ổ khóa bằng sắt. Để mình thử nha. Chìa khóa, dưới bích lóc, đây, 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 đây. Không mở được hả? Ui, mình mở được, mình mở được cái ổ khóa sắt rồi. Còn cái kia thì mình phải... Ui, mở được luôn. Ô, mình mở thành công rồi. Bữa nay mình kiểu như thành siêu trộm rồi ấy. Đột nhập mở khóa các thứ nhưng mà đang bị mấy con zombie nó quấy rầy này. Giờ mình phải tranh thủ mình lút nhanh mới được. Nó có mấy cái đồ giá trị không? Đồ mở khóa đâu nè. Ui. Ui. Đằng kia là một em Blastoise à đúng không? Ủa, ở đây có một em Blastoise nè. Hiếm lắm mới gặp em này ngoài tự nhiên đó nha. Ừ, có nên bắt không nhỉ? Thôi chắc không bắt đâu. Mình cũng định bắt á nhưng mà thôi mình đã có rồi ha. Hay là bây giờ mình đưa Blastoise của mình ra trận nhờ. Hôm nay em cũng không có mấy khi ra trận ấy. Được. Em xứng đáng được ra trận bữa nay. Ồ, ở đây có hội quán luôn nè. Ừ? Hội quán này là hội quán gì đây? Có trưng bày quy hiệu hội quán ở dưới không? Không có trưng bày rồi. Đây là hội quán Long Vũ ha. Được rồi, ok, hội quán Long Vũ chứ gì. Yvelto, Zygarde và Sonic chuẩn bị nha. Bữa nay mình sẽ sử dụng đội hình bộ 3 XYZ đấy. Rồi, không chần chờ gì nữa. Lâm trận thôi. Và mở màn thì mình sẽ cho Yvelto đi. Mình sẽ cho Yvelto vô trước ha. Ui, nhưng mà cái chủ hội quán này nhìn khá là quen nhờ. Hình như mình mới gặp ở đâu rồi. Nhìn mặt quen lắm. Lụm cục kẹo nha. Chủ hội quán Pokemon đầu tiên đã bị đánh gục rồi. Tiếp theo là Murkrow. Không ổn rồi. Murkrow đã khều Yvelto của mình bại trận rồi. Không sao, không sao. Yvelto đã làm tốt. Giờ thì mình sẽ đưa Sonic vô để đối đầu với Murkrow ha. Giờ thì tới em bướm mà. Ui. Thôi, em làm tốt rồi. Sonic đã vô trong rồi ha. Nhưng không sao. Tiếp theo thì mình sẽ đưa Blastoise vô. Lâu rồi chưa ra trận đúng không em? Vô nha, vô nha. Dynamax, Gigantamax lên cái trước. Giỡn mặt nè. Nhìn quá khủng luôn. Blastoise, Gigantamax. Yay. Cũng thể hiện rất là tốt rồi. À, nhưng mà đối thủ bây giờ là Farfetch hả? Không biết là em có kịp ra đòn hay không? Vẫn kịp ra đòn. Hay lắm Blastoise.
Làm tốt lắm. Thêm một em bướm nữa nè. Ui, Blastoise gánh tem thành công rồi. Và lần này mình lại được cái huy hiệu hội quán Zephy. Đây là cái huy hiệu hôm qua mình mới có luôn. Xu vậy trời. Bị trùng mất rồi. Cũng hơi tiếc một xíu á. Để mình thử mình ghé làng này coi. Biết đâu bất ngờ. Nhiều khi trong ngôi làng ở xa mình như vậy nè, thì họ lại giao nhiệm vụ màu đỏ thì sao? Coi thử coi có ai giao nhiệm vụ đỏ không? Một em Pokemon màu hồng mới. Đây là Rhyhorn. Có kìa, có ém kìa. Hồng thiệt sự luôn. Rồi, chúng ta đã bắt được cái em Rhyhorn đó. Với đúng một quả level ball á. Đâu rồi, bộ sưu tập Pokemon màu hồng của mình đâu rồi? Đây, đây, đây. Cho em vô nha. Tổng cộng là chúng ta đã có được 3 thành viên rồi. Không lâu đâu, chúng ta sẽ sớm full đội hình Pokemon toàn là màu hồng thôi. Zapdos xuất hiện ở vùng Savannah. Đâu, 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 đâu? Zapdos. Ở đây á. Em chim này là em chim mình cần phải khá là khó để triệu hồi ra nè. Cần phải farm linh hồn các thứ, nhưng mà bây giờ thì không cần farm. Vẫn có cơ hội bắt được em này á. Được hay không? Cái gì chơi mà hồi phục? Trời. Này thì hồi phục này à. Này thì hồi phục hả? Zapdos trở lại này. Rồi, và Zapdos thì rất là nhanh nhạy á, nên mình sẽ ưu tiên dùng một quả Fastball coi. Thử xem. Biết đâu bất ngờ lại bắt thêm được một em chim huyền thoại thì sao? Ok. Có kim tự tháp. Đây rồi. GX Ball của tôi. GX Ball, GX Ball. Cho tôi GX Ball. Ồ, tôi xong rồi. Nổ rồi. Để mình nhét nhét mấy miếng ballet này vô, mình đếm lại coi. Rồi chúng ta còn thiếu những cái nào ha. Ôi, Sporky Ballet là cái mới nè. Một cái mới. Sáp Ballet là một cái mới thứ hai. Còn nhiều là mấy cái trùng hết rồi. Ok, như vậy cũng được đi. Mình đã có thêm hai cái miếng Ballet mới rồi ha. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ cố gắng săn tìm những miếng còn lại để có thể gom lại và triệu hồi ra đấng sáng tạo. Nghĩ thôi là đã thấy sung sướng rồi. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã có thêm một cái thành viên mới khá là cộm cán á, là người anh em của Kyurem White. Đó chính là Kyurem Black. Đã vậy hôm nay mình còn có Infernape, một em kỵ lửa. Thấy vậy thôi chứ gánh tem cũng gắt lắm á nha. Có dịp thì mình sẽ cho em này đồng hành cùng những em Pokemon hệ lửa khác đi khám phá cùng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.